Thất vọng vì Anna bỗng dưng trộm xe trốn khỏi cuộc sống tu tâm dưỡng tính, anh Hát đăng tin và cái kết ngã ngửa. Vẫn là câu chuyện về tỷ phú Anna rầm rộ từ đầu tháng 9 vừa qua, nhưng ở một phiên bản có chiều sâu hơn. Được biết Anna đã bị tóm khi đang ở Lào, cơ mà không phải nước Lào mà là tỉnh Lào Cai khiến cộng đồng mạng phải tá hỏa. Sau khi bị bắt giữ, một người tên Hát đã đến bảo lãnh đưa cô về nhà, giúp cô thực hiện hành trình 21 ngày tìm lại chính mình. Anh em sau khi nghe tin này cảm thấy hoang mang nhiều chút, chẳng biết bà chị này lại định làm kịch bản phim mới hay thực sự muốn cải tà quy chính đây. Không để anh em chờ đợi lâu, mới đây ngày 19 tháng 9, anh Hát đã đăng bài tố cáo Vân Anh lấy đi một chiếc xe máy của mình và bỏ trốn. Đúng là câu chuyện hài không có hồi kết mà. Còn cái nịt. Thế nhưng cộng đồng mạng lại tiếp tục bị quay như trong chóng khi bài đăng vừa mới được mấy tiếng đã bay màu trên trang Facebook. Nghe phong phanh là do Anna mượn xe đi lượn một vòng thôi, sau đó lại trở về để tiếp tục cuộc sống trồng rau nuôi cá của mình. Cư dân mạng sau khi hóng dưa cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Điều bây giờ mọi người quan tâm không phải là chị trồng được bao nhiêu tấn ngô, mà là bao giờ công an mới đứng ra giải quyết, chứ lươn này là lươn chúa rồi. Phim này còn hay hơn cả Penthouse. Anh em cẩn thận không bị thao túng tâm lý hết đấy nhá. Chắc chị thử lòng anh Hát thôi, ai dè. Anh em nghĩ sao về trường hợp này, comment ngay cho tôi biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.